Thư sư nên tu tập và làm phước như thế nào để được sanh về cõi trời và được gặp các vị thánh ở đó để họ hướng dẫn mình tu tập tiếp à? À, thưa với quý vị, thì mình nói một cách đơn giản nhất thì mình làm phước làm sao để mà được gặp thánh nhân, thì mình làm phước rồi mình hồi hướng. Đơn giản như vậy, tất cả các phước báo mà mình có sự hồi hướng, có hồi hướng công đức của mình với cái quyết định là mong cho cái phước này đó là đời sau là tôi sẽ được gặp thánh nhân. Mà đương nhiên nha, cái phước này nó phải đủ mạnh mẽ thì mới làm được. Xin lấy ví dụ như bây giờ mình nói là mình muốn đi Mỹ, thì bây giờ hỏi làm cái gì? Chỉ đơn giản thôi, kiếm tiền mua vé máy bay qua Mỹ, hết chuyện. Nhưng mà phải nhớ là mình kiếm tiền làm sao mà đủ để mua vé máy bay chứ còn mình kiếm không đủ thì cũng không mua được cái vé máy bay. Cũng vậy đó, mình làm phước mà mình muốn gặp thánh nhân thì cái phước của mình nó phải đủ mạnh nha. Mình quyết định là một chuyện mà mình cái phước mình nó phải đủ mạnh thì nó mới đủ, gọi là đủ tiền á, để mình gặp được. Chứ còn không thôi thì nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước ha. Rồi, vấn đề này thì chắc có để cho qua.